Xin chào quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin bóng đá Việt trên FPT Play. Thưa quý vị, như vậy là giải vô địch quốc gia Việt Nam Night World V-League 1 đã chính thức khởi tranh mùa giải mới. Và ở vòng đấu thứ hai, chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu vô cùng cảm xúc diễn ra vào chiều tối qua giữa hai câu lạc bộ Hải Phòng và Nam Định. Trận đấu này diễn ra cân tài cân sức và kết cục cuối cùng chỉ được quyết định vào phút 90+5. Câu lạc bộ Hải Phòng đã có khởi đầu như mơ trong cuộc tiếp đón Nam Định trên sân nhà Lại Chày. Ngay ở phút thứ tư, Hải Huy có cú đá phạt vừa tầm để Triệu Việt Hưng đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. Bàn thắng sớm giúp thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thêm phần hưng phấn, thi đấu lấn lướt đối phương trong hiệp 1. Trong khi phía bên kia chiến tuyến, Nam Định tỏ ra khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Sang đến hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục chơi nhỉnh hơn và thậm chí Triệu Việt Hưng có thể chọc thủng lưới Nam Định thêm một lần nữa ở phút 63. Tuy nhiên, bàn thắng đã không được trọng tài công nhận. Sự kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao ở những phút cuối trận. Phút thứ 82, đội khách được hưởng quả phạt đền trao vào bóng mà các hậu vệ chủ nhà cho rằng pha phạm lỗi diễn ra bên ngoài vòng cấm trên chấm 11m. Marcio có may mắn đồng hành để ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Tưởng chừng như hai đội sẽ rời sân Lạch Chay với kết quả hòa một đều, thì ở phút bù giờ thứ 5, Mbande tỏa sáng dứt điểm tung lưới Nam Định mang về chiến thắng 2-1 cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Giành chiến thắng nghe thở trước Nam Định, Hải Phòng vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2022 với trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng là đội chủ nhà đầu tiên giành chiến thắng ở mùa bóng năm nay. Nếu như trận đấu giữa Hải Phòng và Nam Định có đến 3 lần lưới rung thì ở hai cặp đấu còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi, mặc dù đội bóng được đánh giá cao là Hoàng Anh Gia Lai rất nỗ lực để chứng tỏ sức mạnh của mình. Được đánh giá cao hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chơi trên sân nhà, tuy nhiên với việc không có khán giả vào xem, Hoàng Anh Gia Lai phần nào thi đấu bớt nhiệt hơn so với mùa giải năm ngoái. Mặc dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Kea Tisak vẫn là cái tên làm chủ thế trận và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Đáng tiếc là trong số những cơ hội được tạo ra từ những cầu thủ nội chất lượng như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn cho đến các ngoại binh như Brandao, Jefferson, Mauricio đều không thể tận dụng và xuyên phá được mảnh lưới Hà Tĩnh. 90 phút khép lại với tỷ số hòa 0-0. Đây đã là trận hòa thứ hai liên tiếp của đội bóng phố núi tại V-League 1 năm nay. Hiện tại Hoàng Anh Gia Lai đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 2 điểm. Trong một diễn biến khác, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được nghỉ ở vòng đầu và cũng là màn ra mắt của huấn luyện viên Trần Minh Chiến từ khi về dẫn dắt đội bóng này. Hai đội nỗ lực tấn công, tuy nhiên cả Đà Nẵng và đội bóng mang tên Bác đều thiếu các chân sút đủ sắc bén để xuyên phá được mảnh lưới đối phương. Ở những phút cuối, lần lượt Anh Tuấn rồi Phan Văn Long thay nhau gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Thanh Thắng, tuy nhiên vẫn không thể giúp đội bóng sông Hàn vượt lên. Hai đội chấp nhận chia nhau một điểm với tỷ số hòa 0-0 khi kết thúc lượt trận thứ hai. Trở lại với trận đấu duy nhất có kết quả thắng thua vào chiều tối qua. Có một tình huống rất đáng chú ý trong trận đấu này. Và ngay sau đây quý vị sẽ được mổ xẻ tình huống có liên quan đến bàn thắng không được công nhận của câu lạc bộ Hải Phòng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng đã tỏ ra bất bình sau khi đội nhà bị tước bàn thắng ở trận đấu với Nam Định vì sự cố hy hữu trong lịch sử V-League. Phút 67, Triệu Việt Hưng đưa bóng vào lưới của đội khách Nam Định. Các cầu thủ đội chủ sân Lạch Chay đều đã ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên sau đó, đội khách phản ứng mạnh mẽ với trọng tài. Các cầu thủ Nam Định yêu cầu trọng tài Trần Đình Thịnh xem lại tình huống được chiếu trên màn LED trên sân Lạch Chay. Sau đó, ông Thịnh trao đổi với trọng tài biển và quyết định không công nhận bàn thắng vì lỗi để bóng chạm tay. Điều đáng nói là V-League chưa áp dụng VAR. Trọng tài Thịnh chỉ xem lại qua màn hình đang chiếu trực tiếp trận đấu. Quyết định của vị vua áo đen đã gây ra tranh cãi lớn. Trả lời về vấn đề này, trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền đã lên tiếng. Trọng tài Trần Đình Thịnh và trợ lý hội ý với nhau và có quyết định đúng khi không công nhận bàn thắng của cầu thủ Hải Phòng. Tất nhiên, cái dở ở đây là trọng tài công nhận bàn thắng và chỉ tay lên trên trước khi có sự phối hợp với trợ lý. V-League thì chưa có VAR, nhìn chung các trọng tài muốn làm sao tốt nhất cho trận đấu, nên tôi nghĩ rằng điều này là được. Sự việc diễn ra trên sân Lạch Chay vào chiều ngày hôm qua sẽ là điều mà ban tổ chức cũng như ban trọng tài cần phải rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, việc chiếu toàn bộ diễn biến trận đấu trên màn hình LED hẳn nhiên cũng sẽ được xem xét lại để không làm ảnh hưởng đến những diễn biến của trận đấu và quyết định của những vị vua áo đen. Như chúng tôi đã đề cập, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã không có được chiến thắng trong trận đấu vào chiều qua. Tuy nhiên không phải tất cả các thành viên của đội bóng này đều không nhận được tin vui vì họ đã đón chào sự trở lại của một cầu thủ rất quan trọng sau một năm anh phải ngồi ngoài vì án treo giò. Thậm chí trong ngày trở lại, cầu thủ này còn được đeo bằng đội trưởng. Đó là ai? Quý vị sẽ được bật mí trong thông tin cuối của bản tin bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.
sau khoảng thời gian dài phải ngồi ngoài vì án treo giò. Vừa qua, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã đánh dấu sự trở lại sân cỏ trong chuyến làm khách gặp SHB Đà Nẵng. Ở trận này, Hoàng Thịnh đã nhận được sự tin tưởng lớn từ huấn luyện viên trưởng Trần Minh Chiến với chiếc băng đội trưởng. Anh xuất phát ngay từ đầu và đá cặp cùng Nguyễn Trọng Long ở hàng tiền vệ. Mặc dù vậy, màn thể hiện của Hoàng Thịnh được xem là khá mờ nhạt. Số 9 của đội khách không tạo được dấu ấn nào đáng kể trong suốt 90 phút có mặt trên sân và phải nhận một chiếc thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Đà Nẵng ở phút 37. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh qua đó cũng chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước SHB Đà Nẵng. Trong quá khứ, Hoàng Thịnh từng được xem là trụ cột của U23 Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura, với vị trí sở trường là tiền vệ đánh chặn bằng lối đá song sáo mạnh mẽ. Hy vọng ở những trận đấu tiếp theo, khi tiếp tục được huấn luyện viên Trần Minh Chiến tin tưởng trao chiếc băng thủ quân, Ngô Hoàng Thịnh sẽ chơi tốt hơn và có được một màn trở lại ấn tượng. Vòng 5 FA Cup 2021-2022, Everton, Bournemouth, 3:15 ngày 4 tháng 3. Trực tiếp duy nhất trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.